hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bồng. Gió êm ru lời mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buồn màu lam khói, hoa nắng nở khắp sân nhà. Người chân lý từ bi, lời Phật dạy thiết tha, chắp tay xén nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam Mô Bồ Tát Phật Đà. Hiền gió nhẹ nắng trong, rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bồng. Gió êm ru lời mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Diệu pháp âm Như Lai, mắt diệu ánh trắng rầm. Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, tang lễ Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đề Ngụ Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã diễn ra hết sức đơn giản. Do dịch bệnh hoành hành khắp cả thế giới, tại Việt Nam cũng không tránh khỏi. Do đó, tang lễ của Ngài hết sức đơn giản, và số lượng tham dự cũng hạn chế vì dịch bệnh. Ban tổ chức chúng con đã cố gắng hết sức để thực hiện vừa thích hợp với hoàn cảnh của đất nước, thích hợp với trường hợp dịch bệnh, và cũng không thể quên được phần quý lễ cũng như phần để được niềm tôn kính giác ơn Hòa Thượng Ân Sư. Một hoàn cảnh đặc biệt như thế, chắc chắn chúng con tránh khỏi những khuyết điểm và cũng không thể làm đầu một phần của mình cách chú đáo để dâng lên Hòa Thượng Ân Sư Tân Nhất Định. Vì vậy, trong lễ chúng ta cụ thể,
cũng nằm trong thời gian dịch bệnh. Chúng con đã chuẩn bị chú đáo nhưng vẫn không thực hiện được vì một hoàn cảnh nội ma ngoại dưỡng vây của khắp nơi. Do đó lễ chung sức vẫn không thực hiện được. Đó là hai điểm đau lòng. Điểm thứ ba trong lễ hòa táng, hải táng linh cốt xá lợi của Hòa Thượng Ân Sư để ra đàn tài bài biệt theo lời di huấn của Ngài. Chúng con cũng bị hạn chế và bị khống chế bởi hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Vì vậy, cho nên chỉ có 30 vị được đi theo để hải táng Hòa Thượng mà thôi. Nói tóm lại, ba đề hết sức quan trọng khi Hòa Thượng đề ngũ thánh hồng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã biết kịp. Chúng con gặp hoàn cảnh quá khó khăn như thế, cho nên không tránh khỏi những thiếu sót. Mong chư công đức từ bi thương tượng và hoan hỷ những thiếu sót của ban tổ chức trong hoàn cảnh đặc biệt. Và đến bây giờ là 100 ngày, tức là lễ bắt nhật của Hòa Thượng Ân Sư, chúng con cũng cố gắng nỗ lực để thực hiện trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mong chư công đức hoan hỷ. Và những điều chúng con sẽ thực hiện sau đây, trước hết là xin cung thỉnh Hòa Thượng Sám Chủ chư tăng niệm tình đến để dâng hương dâng lên Hòa Thượng Ân Sư niệm hương trước giác linh của Hòa Thượng. Sau đó là cung thỉnh Hòa Thượng Sám Chủ xướng danh hiệu Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chúng ta cùng đành lễ giác linh Hòa Thượng ba lại. Và phần tiếp theo cho phép chúng con được có lời cần bật cảm niệm ân sư cho Hòa Thượng trụ trì Thích Duyên Lý đọc trước giác linh Hòa Thượng để chân lên tấm lòng thành của những người lễ tự. Sau đó chúng con xin phép để được cung tuyên những điện thư thăm viếng kính viếng tang lễ của Hòa Thượng Tăng Thống rất nhiều khắp nơi trên thế giới để gửi về. Việc này đáng lẽ sự thực hiện trong tang lễ hoặc giả chậm lắm là trong lễ trung tâm, nhưng tang lễ vẫn không thực hiện được, lễ trung tâm vẫn không cung nguyên được, lễ hai tháng vẫn không có thể nói được. Vì vậy chúng con chỉ được ước một số bài căn bản cần thiết để cung kiên trong lễ khách nhật hôm nay. Một hoàn cảnh như vậy chúng con sẽ thực hiện. Sau phần thực hiện này là đến phần cung kiên Hòa Thượng Sám Chủ của Ban Kinh Sư cung kiên giác linh Hòa Thượng Ân Sư trong lễ khách nhật này. Ngược Phật chư công đức, bây giờ để mở đầu cuộc lễ, chúng con xin cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng, chư thượng tọa Đại Đức Tăng, môn đồ Pháp Quyến niệm hương ở trước giác linh Hòa Thượng Ân Sư, và sau đó cung thỉnh Hòa Thượng Sám Chủ xướng danh hiệu của Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ba lần đảnh lễ ba lại. Rồi chúng con sẽ thực hiện phần tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Cố hòa thượng ân
sơn hai hoa nước chảy đôi dòng thuyền không bến đổ nước chảy đôi dòng dòng lệ dòng đời hay dòng sông đất khổ thuyền không bến đổ bến này bến nọ hay bến bãi phù hư dòng nào rồi bỗng trở về biển tánh tiền lô bến nào rồi cũng bước lên bờ tâm ta nhã nhưng giữa cuồn cuộn sóng trào giữa thị phi nhân ngã giữa thế lực cuồng quyền con thuyền độc mộc ngồi trên ngọn sóng bọc hoa tiêu vẫn giữ vững tay chèo kiên trung và vô ý đó là hình ảnh tuyệt trù của bậc cao tăng Phật giáo Việt Nam giữa ba đào thế thái trưởng lão Thích Quảng Độ Đức Đệ Ngộ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nhớ nhắc năm xưa ngày 27 tháng 11 năm 1928 năm Mậu Thân Mậu Thìn xã Nam Thanh huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình khách cấp phong thủy tan thiên vô động thành thể trong tâm siêu phương xuất thế pháp môn tám vạn lưu xuất nên trang hành giả ống mật tuyệt trù đương lúc quê hương khói lửa mịt mù giữa chốn cầm đao đa đoan truyền vượt người lên đường hành cước mấy năm văn du chứng ấn tìm đại liên nguyên chánh pháp rồi khi đất nước sạch bóng thực dân đạo lý dân tộc tưởng có cơ duyên tái lập nhưng cùng lúc ấy tham vọng bá quyền của hai thế giới đang đẩy dân Việt vào một cuộc chiến tranh hung vệ tương tàn được phát cho danh hiệu tiền phong của những ý thức hệ không tưởng và một thiên đường hạ giới độc tôn. Bây giờ ngài trở về Nam góp sức cùng chư tôn phục hưng chánh pháp khơi lại cội nguồn đạo lý tổ tiên hướng đi văn hóa giáo dục dần lĩnh lại những gì đã sụp đổ tài bồi thế hệ tương lai xây dựng đất nước trong hòa bình an lạc dân tộc Bắc Nam cũng chung một hướng không bao lâu pháp nạn 63 bùng nổ tăng đồ khắp nước lao tù Nga bị bắt giam bị tra tấn tàn bạo sau khi qua cơn pháp nạn ngài cùng với các hàng trí thức Phật giáo miền Nam tăng cũng như tộc trong môi trường giáo dục đại học hiệp lực xây dựng phát huy truyền thống dân tộc trước nguy cơ xâm thực của chủ nghĩa vô thần và độc thần đang làm tan rã tính từ dân tộc Bắc Nam năm 1974 tại đại hội kỳ 6 ngài được đề cử đương vị tổng thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất với tổ chức quy mô rộng lớn của giáo hội đây là lúc ngài có thể làm nhập nói đưa những thành tựu văn hóa giáo dục từ đại học vào thực tế xã hội và cơ sở xây dựng đất nước thành tựu ấy chưa được bao lâu đất nước thống nhất hòa bình thái lập
dưới chính sách cai trị khắc nghiệt của chế độ vô sản kiên chính, cả nước lâm vào cảnh đói nghèo gần như tuyệt vọng. Hàng vạn người bỏ nước ra đi, mặc cho số mạng nước Ba Đào, trước Ba Đào sống dữ. Đây là lúc chính sách nhất tăng nhất tội được ban hành, các cơ sở giáo dục và từ thiện của Phật giáo bị giải tán, tịch thu chùa chiền được xung phong làm cơ sở hợp tác xã, Phật giáo miền Nam được đặt trước viễn ảnh của miền Bắc, Phật giáo chỉ phản phất những hữu tộc nơi tín dị đoan. Trong cương vị lãnh đạo với danh hiệu tổng thư ký, Ngài vẫn giữ vững lập trường không khuất phục cường quyền, không giải tán cơ cấu giáo hội để trở thành một chùa nhỏ trong quận 10, quận 8. Sau gần 10 năm khống chế, bạo lực không thể khuất phục, vãn lại Phật tử tín tâm bất thối, chính quyền thay đổi sách lược, một giáo hội mới được thành lập thay thế giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Với tư cách là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức ngoại quy của Đảng Cộng sản để tập hợp quần chúng làm chỗ nương tựa vững chắc cho chế độ trong quần chúng, Hòa Thượng vẫn kiên trì đường lối của giáo hội, không xu phụ quyền thế, không làm thành viên cho tất cả bất cứ tổ chức chính trị nào. Từ đó Hòa Thượng trở thành trọng lực chống lại chính sách dùng Phật giáo như là một công cụ bảo vệ chế độ. Cũng từ đó cho đến năm 1998, Ngài trải qua một thời gian lưu đày biệt xứ, bị quản thúc tại gia, bị tù đày trong các lao ngục từ Nam cho đến Bắc. Cho đến năm 1998, dưới áp lực của những vận động quy mô trong các phong trào nhân quyền tự do tôn giáo trên thế giới, chính quyền phải phóng thích Hòa Thượng trở về đời sống sinh hoạt hoặc bình thường. Ngài cùng với Hòa Thượng Huyền Quang kiên trì lập trường của giáo hội, vận động thuộc Phật giáo hội triệu tập đại hội 8 bất thường tại Mỹ với sự tham gia các vị tôn thức vốn là thành viên của giáo hội đang lưu vong tại các quốc gia Mỹ, Úc, Âu Châu. Từ đại hội này, Hòa Thượng Huyền Quang được suy tôn xử lý viện tân thống, Hòa Thượng Đức Ngượng cố vấn ban chỉ đạo viện hóa đạo, Hòa Thượng Thích Quán Độ viện trưởng viện hóa đạo, Hòa Thượng Võ Thích Tự Sĩ phó viện trưởng viện hóa đạo kiêm tổng thư ký viện hóa đạo. Giáo hòa được phục khôi phục tuy chỉ với cơ sở khung, nhưng trong thực tế đã xứng đáng với vai trò lãnh đạo trong sứ mệnh đấu tranh cho nhân, cho phẩm giá con người. Cho đến tháng 10 năm 2003, sau đại hội bất thường tại tu viện Nguyên Thiều, cơ cấu giáo hội gồm cả hai viện hoàn mỹ, Hòa Thượng Thích Huyền Quang chính thức được suy tôn đương vị đệ tứ tăng thống, Hòa Thượng Thích Quảng Độ viện trưởng viện hóa đạo. Tiếng nói của giáo hội đã gây ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước, trong các cộng đồng tự do nhân quyền trên thế giới. Sau khi Hòa Thượng Thích Huyền Quang đệ tứ tăng thống viên tịch năm 2008, Hội đồng trưởng lão viện tăng thống suy tôn Ngài đăng lâm pháp tịch ngôi vị đệ ngũ tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trong cương vị lãnh đạo tối cao của giáo hội, Ngài đã đơn thân xuống đạo con thuyền chánh pháp
không bị lạc lối. Thời gian qua, con thuyền chánh pháp trong tính cách vòng nước ngữ nghiêm, nhân tâm ly tán, khao độ cà tan cà nở nội. Mấy mùa lúa rụng lúa đơn bông, năm tháng mấy mòn này đã đạt. Còn chút lầm son gợi núi sông, cho đến tháng 10 năm 2018, ngài rời khỏi Thanh Minh Thiền Viện, nơi gắn bó bao nhiêu năm trước và sau danh phận tù đầy, trở về với cũ Thái Bình. 2 tháng sau, ngài trở lại Sài Gòn, cư trú tại chùa Người Hiếu cho đến ngày viên tịch. Dự trí thời trí trước khi viên tịch, ngài đã ban hành giáo chỉ ổn định sinh hoạt giáo hội cùng với di chúc và ý thác sứ mệnh cho người kế thừa mà ngài tin tưởng và trọng lượng. Nguyễn Bạch Giang Kinh Hòa Thượng Huỳnh Hòa xưa đã cháy, còn lại bác cho tàn với uy nghiêm đạo thống, xin nguyện giữ luôn ghi. Ô phương trưởng thanh vẫn còn lưu hình đạo hạt, thiền đường từ hiếu cho ánh chén tổ cổ tùng, thế sự gia đông đạo viên nhân ngã, cõi đời thiền trượt đố kỷ trung trung tranh. Người đã đến và đi, và đã đi đi trong cõi tật nhiên vô trụ, mà vẫn thường trụ trong lòng đất khổ. Cho cốt của mỗi người theo di nguyện sẽ hòa vào đại dương cùng với sóng cả biển đông, để theo thuyền cứu khổ của Bồ Tát Nam Hải. Ông giáng uy nghiêm đạo phúc, âm dương còn phản phất, không chỉ trong lòng những kẻ hữu duyên, mà trong cả Phật giáo Việt Nam, trong cả tự tình dân tộc, giữa yên lặng hồn nhiên làm người thổn thức. Kính tiễn Phật cao tăng du phương trong vô trụ xứ, xin dâng ba lạy này nguyện vẹn một số tâm can, kính nguyện giác lên người cao nhân Phật Pháp. Nam mô Việt Nam Phật Giáo Thống Nhất Giáo Hội Đại Ngũ Tăng Thống Thượng Quán Hạ Độ Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh Thì Từ Mã Giám Kế Thủ Lễ Túc Giác Linh Hòa Thượng Thay Mặt Thất Chúng Đệ Tử Môn Hạ Thì Lập Tùy Theo Thích Tuệ Sĩ. Còn lại lòng son về núi sông, còn lại lòng son về núi sông, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã xa chúng ta biệt biệt, nhưng lòng sống của ngài còn tỏa sáng khắp nơi, không phải chỉ trên đất nước Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới. Ngài ra đi để lại một nỗi cào ngoài, đối diện với điều dân tộc Việt Nam, những con tim yêu nước trong vòng ngưỡng đến ngài. Ánh sáng hào quang của Hòa Thượng Thích Quảng Độ do lòng chỉ thành yêu nước và tinh thần vô ý bất khuất cho Hòa Thượng, là thể hiện tất cả những cái gì cao cả nhất của đời tu sĩ. Do đó, sự ra đi của ngài đã đem lại một niềm đau thương cho dân tộc nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Ảnh hưởng của ngài quá lớn, mọi người trên thế giới đứng vọng hướng đến chùa Từ Hiếu trong tang lễ của ngài. Các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhân sĩ đã gửi điện thư kính viện tang lễ đức Đề Ngũ Quan Trọng, kể cả đức Lạc Lai Lạc Ma và các nhà lãnh đạo xã hội tôn giáo tinh thần, các đoàn thể trên khắp thế giới đã vọng hướng đến Việt Nam, vọng hướng đến Việt Nam để tưởng nhớ Hòa Thượng Thích Quảng Độ Đề Ngũ Quan Trọng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Các văn bản
các tiểu thư quá nhiều, chúng con không thể công bố hết cùng một lúc, do đó chúng con chỉ được lại một số bài của các tiểu thư gửi đến ban tổ chức đưa lên các trang mạng để tỏ lòng cúng kính thương tiếc một bậc anh tài của đất nước, một bậc vị nhân của nhân loại. Do đó chúng con xin trình đưa trong lễ tưởng niệm hôm nay lên chư tôn đức và toàn thể các phật tử chỉ một số bài điển văn kính viếng tang lễ của đức đệ ngũ tăng thống mà thôi. Còn nhiều và còn quá nhiều, tất cả các nhà lãnh đạo tinh thần tôn giáo của thế giới vọng hướng đến Việt Nam. Đây là một niềm hạnh nhiệm chung cho dân tộc Việt Nam, cũng là niềm hạnh nhiệm chung cho tất cả môn đồ pháp quyền và phật tử chúng ta. Chúng con xin tôn kính Hòa thượng Thích Thiện Minh thay mặt ban tổ chức, thay mặt môn đồ pháp quyền cung tiên các điệu văn điện thư kính viếng trong tang lễ. Và như chúng con được tiền thư, đáng lẽ các điện văn này sẽ được phổ biến trong tang lễ của Ngài, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt hôm nay chúng con chỉ được biết một số mà thôi. Kính tiền nhân chư tôn đức và kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Minh thay mặt ban tang lễ và môn đồ pháp quyền cung tuyên các bài điện thư kính viếng tang lễ Hòa thượng đệ ngũ tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni nhị bộ, kính thưa lễ hôm nay, kính thưa toàn thể quý thiền nam tín nữ, quý đồng đạo Phật tử cùng tất cả các anh chị em vinh dự gia đình Phật tử tình tăng kính dự. Đây là 18 nội dung chia buồn và truy tán hành trạng công đức của đệ ngũ tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và lão Hòa thượng Thích Quảng Độ suốt cuộc đời tặng hiến cho đạo pháp và dân tộc. Con xin truyền lời kính bạch giác linh đức đệ ngũ tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hòa thượng Thích Quảng Độ phát đại chứng minh. Nội dung thứ nhất của đức Đạt Lai Đạt Ma thứ 14, thông điệp về sự ra đi của đức tăng thống Thích Quảng Độ. Thật là đau buồn khi tôi hay tin kiên tịch của ngài đệ ngũ tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Tôi xin cầu nguyện cho người huynh trưởng tinh thần của chúng tôi và thành kính phân tu cùng môn đồ pháp quyến của ngài. Mặc dù bản thân tôi chưa có dịp gặp ngài tăng thống, nhưng tôi biết rằng ngài đã tận hiến suốt đời mình để phụng sự cho tha nhân. Khi tưởng nhớ đến ngài, chúng ta cảm thấy vui trong lòng vì biết rằng ngài đã có một cuộc đời vô cùng ý nghĩa. Gara Sala ngày 28 tháng 2 năm 2020, Đạt Lai Đạt Ma thứ 14. Thứ hai, Marie Corrigan Marui, người đoạt giải Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình năm 1976, nói về thông điệp sự ra đi của đức tăng thống Thích Quảng Độ. Xin nhận nơi đây lời phân tu của tôi trước sự quyên tịch của đức tăng thống Thích Quảng Độ. Tinh thần hòa bình và bất bạo động của người là niềm cảm hứng cho biết bao kẻ khác. Người sẽ ở trong trí nhớ như nhân chứng cao cả của lòng yêu thương, xin gửi niềm hòa bình đến mọi người. Thứ ba, Wilson L. Speed, nhà phân tích dân quyền độc lập, thông điệp về sự ra đi của đức tăng thống Thích Quảng Độ. Quá buồn và quá tiếc thương, tin đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ không còn nữa. Hiện nay ngài đã thoát khỏi trái đất xiềng xích này. Tôi hy vọng giác linh ngài
là nguồn gợi hứng cho những ai tại Việt Nam và vòng quanh địa cầu tiếp tục theo đuổi tự do, đích thực, hãy tiếp tục chiến đấu. Thứ tư, Marco Ferdinando, cựu dân biểu Quốc hội Italia Coordination Stand for Democracy. Thông điệp về sự ra đi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Tôi vừa nghe tin buồn về sự ra đi của Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở tuổi 92. Điều này bình thường cho người ấy từ giã cõi đời, nhưng thật là bất bình thường cho Ngài. 92 tuổi ra đi vẫn không có tự do, sự tự do cá nhân trong chế độ độc tài và nhiều quyền tự do khác bị nghiêm cấm một cách có hệ thống, như quyền cầu nguyện cá nhân, hai tổ chức một giáo hội độc lập. Sự cai trị đó vi phạm nghiêm tự do tín ngưỡng, hai vào đó là một thần quyền mới, tiền và trên hết. Chương đầu tiên của Radicals for Mercy, tên quyển sách tôi biết được gọi là cho người bị tước đoạt quyền trong dân. Trong đó tôi ca tụng lòng tận tụy hy sinh tranh đấu giành quyền tự do bất hoạt động của Hòa Thượng, cuộc chiến đấu đầy ý nghĩa chính trị bởi vì văn hóa và tôn giáo, và hơn hết là tràn đầy tâm yêu tự do chân thực. Phương thức chống đối trường kỳ và bất hoạt động đó của Hòa Thượng Thích Quảng Độ được biết đến hôm nay và còn mãi mãi hơn bao giờ hết. Thứ năm, Quỹ hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Thông điệp về sự ra đi Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Quỹ hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, USCIRF, phân ưu trước sự nguyên tịch của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngài bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở thành phố Hồ Chí Minh 2001 đến năm 2018. Sau đó Ngài dời sang cư trú chùa Từ Hiếu, nơi Ngài mất hôm tối thứ Bảy. Quỹ hội bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ đã vinh danh Tăng Thống Thích Quảng Độ trong danh sách dự án tù nhân tôn giáo vì lương thực. Phái đoàn Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã gặp gỡ Ngài hồi tháng 9 năm 2019. Chủ tịch hội Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ Tony Boykin tuyên bố rằng đây là một mất mát cực kỳ lớn cho dân tộc Việt Nam. Quỹ hội kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy để cho các thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức yên thắm tang lễ tiễn đưa vị lãnh đạo giáo hội. Thứ sáu, Ngài Raji Narayan, giám đốc chính trị Ủy ban Quốc tế chống án tử hình thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, nói về thông điệp sự ra đi Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Tôi mới nghe đài BBC loan tin đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ viên tịch. Tôi hết sức buồn và nay gợi hứng từ cuộc đấu tranh kỳ vĩ và hoạt động kiên trì của nhân phẩm tự do biểu đạt, lập hội tín ngưỡng tôn giáo trước sự bất hại hải hùng. Tâm tư và nguyện cầu của tôi xin gửi đến anh chị cùng các bạn từng hỗ trợ như Thera và Sáng hội Rato đã chăm lo cho cuộc tranh đấu của Đức Tăng Thống. Tin tưởng vào Ngài tạo cơ hội cho tiếng nói của Ngài cất lên thành âm vang quốc tế, nhất là hôm nay đây. Người Ấn Độ có tục ngữ bảo rằng bao lâu lòng thương nhớ tưởng và phẩm giá của Ngài Quảng Độ còn được gìn giữ, Ngài sẽ còn sống mãi và nỗ lực của anh chị còn phải tiếp tục mãi. Thứ bảy, tổ chức đoàn kết Thiên Chúa Giáo trên thế giới của Dương Quốc Anh nói về thông điệp sự ra đi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Tôi rất buồn thương
khi nghe tin Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ viên tịch, sự dũng cảm và dấn thân cho tự do và nhân quyền đã là niềm cảm hứng cho nhiều người. Ngài để lại sự chóng vắng trong lòng mọi người. Xin được chia sẻ tâm tư với tất cả những ai đang đau buồn trước sự mất mát này. Thứ 8, Vaclav Havel, giám mục thủ đô Paris Cộng Hòa Tiệp, nói về thông điệp sự ra đi của Đức Tăng Thân Thích Quảng Độ. Tôi chân thành tiếc thương và bi mẫn trước sự ra đi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngài là người dũng cảm đòi hỏi nhân quyền và sự chung sống hòa bình cho nhân dân trong các cộng đồng tôn giáo khác nhau. Thứ 9, Olivier Cupid, cựu dân biểu Quốc hội châu Âu, thông điệp về sự ra đi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, một suy tưởng, một niệm tưởng, xin chia sẻ dâng lên Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hôm qua, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vừa thượng linh lên cao, cao thêm một bậc nữa, Ngài là Ngài Ma Độc Tài Leninist Hà Nội, giáng vào một tù trại cải tạo rồi quản chế 40 năm rồng. Di tạc chúng ta tinh thần đối kháng tất cả tư nghi trí giác nhỏ bé của chính trị và từ tâm kiên quyết của Ngài cho tự do, pháp quyền, dân chủ, thâm tạ Ngài Quản Độ. 10, Quân ước David Upton, giáo sư đại học, thượng nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh, nói về sự thông điệp ra đi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Trước sự ra đi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhiều người sẽ gợi lại dũng cảm chống đối chế độ độc tài, độc đoán, bịt miệng mọi tiếng nói của Ngài, kêu gọi cho dân chủ đa nguyên, tự do, tôn giáo hay tín ngưỡng và nhân quyền. Biết bao tháng năm nhà cầm quyền cộng sản giam cầm Ngài suốt 45 năm, Ngài vẫn không chịu khuất phục hay chịu im tiếng. Đây chính là điều gây cảm hứng cho những ai mất niềm tin trong cuộc chiến đấu cho các quyền tự do cơ bản. Thứ 10, Daniel Kirsten Green, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông điệp về sự ra đi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Nhân danh Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi tỏ lời chân thành phân ưu sự ra đi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngài Thích Quảng Độ đã là người bảo vệ không mệt mỏi cho tự do tôn giáo và nhân quyền, và Ngài luôn tận hiến bằng con đường bất bạo động cho công lý. Những nỗ lực ôn hòa này mang lại cho Ngài nhiều giải quốc tế, và Ngài cũng đã nhiều lần được đề cử làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình. Tôi từng hân hạnh gặp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trong năm 2018 và cảm nhận mạnh mẽ nơi Ngài sự từ tâm và kiên định cho mục tiêu tôn giáo và đa nguyên. Thứ 11, Christina Arriaga, nguyên phó chủ tịch Quỹ hội bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, thông điệp về sự ra đi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Sự dũng cảm của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ trước bao bất hại và tính kiên cường trong thời gian bị ngục tù, nhắc nhở cho thế giới biết rằng chúng ta sinh ra trong danh phận với quyền sống theo lòng tin sâu sắc trong chúng ta. Thế giới trở thành nơi cư ngụ thanh cao khi Ngài sống giữa chúng ta và hy sinh tự do. Ngài để cho cá nhân được hưởng, nhân dân yêu chuộng tự do khắp thế giới để tan Ngài tim tôi như muốn mở. Thứ 12, Chris Smith, dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, thông điệp về sự ra đi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Chris Smith, người đã từng chủ trì Đại hội Hoa Kỳ 11 cuộc điều trần về nhân quyền tại Việt Nam, phát biểu: tôi vô cùng buồn thương được tin Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viên tịch cuối tuần qua vào năm 91 tuổi. Ngài là người dũng cảm vô địch cho nhân quyền Việt Nam và là một trong những người tù vì lương thực
bị giam giữ lâu nhất trong thế giới. Tôi từng hân hạnh diện kiến Ngài trong một chuyến thăm Việt Nam. Ngài đã lên tiếng trước sự việc chế độ Cộng sản Việt Nam đàn áp Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, các nhóm tôn giáo khác, và việc giam giữ Ngài bất công bằng bao thập kỷ cho đến ngày Ngài mất. Giấc mơ của Đức Tăng Thống cho một nước Việt Nam mà ở đó bất cứ ai đều có quyền tự do phát biểu chính kiến hay thực hành tín ngưỡng của họ mà không bị đàn áp sẽ sống mãi. Rồi sẽ tới ngày hy vọng không xa, giấc mộng ấy sẽ thành hiện thực. Thứ 13, Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo Hudson, Hoa Kỳ, nói về thông điệp sự ra đi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Tôi rất buồn khi được tin Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là tấm gương tranh đấu cho tự do tôn giáo dù bị giam cầm và bắt hại. Ngài với lòng tin mãnh liệt và sức đối kháng hào kiệt đã gây niềm ngưỡng mộ quanh thế giới và trong lòng các tôn giáo. Cuộc đời Ngài tiếp tục gây cảm hứng cho riêng tôi và tất cả những ai biết Ngài. Xin cảm ơn nỗ lực không ngừng, không ngưng nghỉ của các bạn chân thành và nuôi. Thứ 14, Ahmed Shahid, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo, nói về thông điệp sự ra đi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Với nỗi buồn thương tiếc nuối, tôi được tin Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viên tịch tại Sài Gòn trong nỗi mất mát này. Tôi xin chân thành ban ngu với cộng đồng Phật giáo Việt Nam và hết lòng ngưỡng mộ Đức Tăng Thống suốt cuộc đời dài. Ông dũng cảm dấn thân cho hòa bình và tự do lương tâm. Thứ 15, Katrina Lesnos-Fred, Chủ tịch Sáng hội Nhân quyền Lesnos, cựu Chủ tịch Ủy ban Quỹ hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, nói về thông điệp sự ra đi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Tôi góp lòng với hàng triệu người trong thế giới tiếc thương sự ra đi của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngài là ánh sáng soi chiếu vào cõi mù tối, người duy trì sự dũng cảm không nao núng và sự chính trực cho tự do tôn giáo, lương đi tín ngưỡng cho mọi người bất cứ ở đâu. Hành trạng cuộc đời Ngài đã là sự tận hiến, và dù Ngài đã ra đi ánh sáng và lòng thiện cảm mà chúng ta cố mang vẫn tiếp tục chiếu sáng. Nhờ Ngài, niềm tin hy vọng cho tự do dân chủ và nhân quyền còn sáng mãi tại Việt Nam và khắp nơi. Thứ 16, Alice Ostram, nguyên cố vấn an ninh quốc gia tại Tòa Bạch Ốc, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách về nhân quyền, nói về thông điệp sự ra đi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là anh hùng của hàng triệu nhân dân trong thế giới vì sự kiên định, ôn hòa, bảo vệ có ý thức cho tự do của nhân dân Ngài cũng như cho mục tiêu tự do toàn thế giới. Ngài là một trong hàng triệu nạn nhân của Đảng Cộng sản trả giá bằng những năm tháng khổ đau, khổ khó và cách ly cho sự kiên trì bảo vệ quyền tự do lương tâm, tư tưởng và tôn giáo. Ít ai trong chúng ta có sự dũng cảm mà Đại Lão Hòa Thượng là hiện thân, nhưng tất cả chúng ta có thể gợi cảm hứng từ hành trạng đời Ngài cho lòng nhân đức và sự tạm biến. Thứ 17, ông Cass Rosman, Chủ tịch Quỹ Quốc gia Tài trợ Dân chủ, nói về thông điệp sự ra đi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là người được nhân dân yêu chuộng tự do khắp thế giới ngưỡng mộ. Chia sẻ mối thống tâm Ngài Hòa Thượng ra đi, Ngài là biểu tượng cho toàn nhân loại về lòng khoan dung, từ bi và tận hiến cho nhân quyền và nhân phẩm. Ngài đã phải chịu đau khổ cùng cực cho sự dũng cảm và bất khuất để
để bảo vệ chân lý. 18. Sáng hội Rato ở thành phố Beijing, Vương quốc Na Uy, thông điệp về sự ra đi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Tôi bị cách ly nhưng tôi không cô độc, vì tôi là thành viên trong đại gia đình Rato. Lời Ngài Thích Quảng Độ qua thông điệp năm 2016 gửi sáng hội Rato nhân 30 năm kỷ niệm. Với nỗi đau buồn thâm thiết khi sáng hội Rato nhận được tin đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ, vị khôi nguyên giải Rato năm 2006 ra đi hôm thứ Bảy 22 tháng 2 năm 2020 vào tuổi 93, là một tăng sĩ Phật giáo, người bất đồng chính kiến, học giả và tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngài đã cống hiến suốt cuộc đời cho sự thăng tiến dân chủ, nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Là người bảo vệ nhân quyền, Ngài Thích Quảng Độ đã phải trả giá đắt. Ngài đã bị bắt hại, cầm tù và bị tra tấn. Trải qua hơn 30 năm quản chế, bị chính quyền theo dõi kiểm soát gắt gao cho đến giây phút cuối cùng. Ông Justin Horst Hoberswerk, giám đốc điều hành sản hội Rato cho nhân quyền, vinh danh rằng cuộc đấu tranh bất bạo động của Ngài Thích Quảng Độ cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo sẽ mãi mãi là niềm cảm hứng thanh cao cho sáng hội Rato và cho Phật tử tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Nỗi trống trải vắng bóng Ngài từ nay, nơi toàn thể gia đình các khôi nguyên giải Rato mà Ngài đóng vai trò trọng thể, mặc dù Ngài sống cách xa, chúng tôi nguyện gìn giữ di sản của Ngài sống mãi. Ngài Thích Quảng Độ không bao giờ được nhà cầm quyền tự do cho phép đến Vương quốc Na Uy để nhận giải Thoros Rato Memorial Prize năm 2006. Bà Teresa Gessen của sáng hội Rato đã bị công an chặn bắt và thẩm cung khi bà đến Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn để trao bằng tử lễ cho Ngài. Rato Foundation Presents North Bay. Hương của các loài hoa thơm bay theo chiều gió, hương của người đức hạnh bay ngược gió muôn phương. Quả như thế, hương thơm của Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bay ngược gió khắp cả bầu trời. Khóa 18, bài mà chúng con xin được dịch còn nhiều và quá nhiều tất cả các nhà lãnh đạo, các nhà yêu nước, các nhân sĩ ở trên thế giới đều vọng hướng về Việt Nam và tiếc thương Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Thay mặt ban tổ chức môn đồ Pháp Huyền, chúng tôi xin gửi đến tất cả các vị lãnh đạo, gửi đến toàn thể quý vị nhân sĩ, các nhà trí thức, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã tưởng nhớ ân đức Hòa Thượng, chúng con gửi điện văn chia buồn viếng thăm thăm hỏi. Đây là tấm chân tình mà môn đồ Pháp Huyền và thay mặt Phật giáo Việt Nam thống nhất, chúng tôi gửi đến các ngài lời tri ân cảm niệm chân tình và chúc quý ngài an lạc hạnh phúc. Kính bạch chư tôn đức, buổi lễ tưởng niệm đã được thực hiện và chúng con thì xin được công bố được một phần trong nhiều phần của các bài về lời đề, chúng con có điều kiện sẽ được phổ biến sau. Và bây giờ là phần nghi lễ cúng kiến giảng kinh của Hòa Thượng nhân lễ bắt nhật hôm nay. Vì buổi lễ cử hành quá lâu và các ngài cũng tuổi già sức yếu nên chúng con xin cung kính các ngài lễ Hòa Thượng giảng kinh xong, các ngài già cả có thể trở về hậu liêu nghỉ ngơi và cung kính Hòa Thượng sám chủ, quý vị trong ban kinh sư, toàn thể các nam nữ Phật tử vọng hướng đến giảng kinh đài của Hòa Thượng Ân Sư để cử hành phần cung kiến giảng kinh Hòa Thượng Tăng Thống.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất xin công kính đảnh lễ niệm ơn các bạn được cảm ơn được. Giáo hội Tam thống
Hiểu từ phùng vô đó
Ma sa mong huy thượng quang tha đô
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.